Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hơn 7 tỷ đô la Mỹ được cam kết đầu tư vào tỉnh Quảng Bình thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Minh Hóa, hiệu quả từ chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 8, tại trung tâm hội nghị Sun Resort thành phố Đồng Hới đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đại sứ quán các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tín dụng và lãnh đạo của hơn 700 tổng công ty, tập đoàn doanh nghiệp trong cả nước đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Với chủ đề hợp tác và phát triển bền vững, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 là diễn đàn tập hợp thu hút các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ đối thoại với chính quyền doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu những tiềm năng, cơ hội, cơ chế chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động, tỉnh Quảng Bình đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành các chính sách giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư nhằm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình, biến những tiềm năng lợi thế sẵn có của tỉnh thành động lực thực sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã khẳng định tầm quan trọng của hội nghị xúc tiến đầu tư lần này. Hội nghị lần này là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trao đổi, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào Quảng Bình. Thông qua hội nghị này, tỉnh Quảng Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với mong muốn đưa Quảng Bình bứt phá đi lên, trở thành một tỉnh giàu và đẹp, một nơi mà con người và thiên nhiên luôn hòa quyện với nhau, một trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Với phương châm hợp tác cùng phát triển, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ làm hết sức mình đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, và xem thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của tỉnh Quảng Bình. Doanh nghiệp có phát triển thì tỉnh Quảng Bình mới giàu đẹp. Quảng Bình rất cần nhà đầu tư, Quảng Bình luôn bên cạnh nhà đầu tư. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về những định hướng cụ thể cấp bách có tính chiến lược lâu dài nhằm giúp Quảng Bình khơi dậy tiềm năng lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Quảng Bình phát triển khá so với các tỉnh trong khu vực, sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng thời gian qua. Thủ tướng đánh giá, bất chấp mọi khó khăn, cùng với Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình thực sự là tấm gương vượt lên chính mình. Ấn tượng trước con số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2017 đạt gần 3,5 triệu lượt khách, tăng đến trên 71%. Trong đó, riêng khách quốc tế tăng 110% so với cùng kỳ. Thủ tướng nhận xét, trong bối cảnh sân bay Việt Nam hoạt động dưới công suất, thì năm 2018, sân bay Đồng Hới đã vượt công suất thiết kế. Thủ tướng phân tích, nếu hạ tầng và phát triển ví như con gà và quả trứng, thì ở một nơi có nhiều tiên cảnh như Quảng Bình phải gọi là con gà đẻ trứng vàng.
Tại hội nghị, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu phát triển sân bay Đồng Hới, nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới trở thành sân bay quốc tế nhằm đáp ứng điều kiện cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử. Thủ tướng cho rằng sự cộng hưởng của du lịch Quảng Bình cùng đa dạng điều kiện tự nhiên và văn hóa khác ở Hạ Long, Sapa, cố đô Huế, Quảng Nam và những nơi tiềm năng còn rất mới mẻ như đồng bằng sông Cửu Long sẽ đem đến cho Việt Nam một cơ hội vươn tới vị thế cường quốc du lịch vượt tầm ASEAN. Nhìn sâu hơn về tiềm năng du lịch của Quảng Bình, Thủ tướng cho rằng những kỳ quan như Sơn Đòn, Phong Nha - Kẻ Bàng đã vinh dự được vinh danh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các thắng cảnh như bãi tắm đá nhảy Nhật Lệ, vũng chùa Đạo Yến, vịnh Hòn La, suối nước Nọng Bang, di tích Bầu Tró đang tạo nên sức lan tỏa, đưa Quảng Bình trở thành địa danh trong khối óc và trái tim của những người quan tâm đến châu Á và yêu thích du lịch khu vực châu Á. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định Quảng Bình hoàn toàn có thể là một lựa chọn xuất sắc để tạo nên những ấn tượng đầu tiên mới lạ và sâu sắc về một Việt Nam được yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Là vùng đất huyền bí, một viên kim cương xanh độc nhất vô nhị, một nền văn minh cổ thuộc hàng ngũ những nền văn minh lâu đời nhất châu Á. Tôi nói ví dụ như là di sản văn hóa Bầu Tró có niên đại khoảng 5.000 năm. Và quan trọng, không kém một Quảng Bình hiếu khách, thân thiện, chuyên nghiệp, sẵn sàng và sạch sẽ những nguyên tắc cơ bản của chiến lược dịch vụ hóa nền kinh tế Quảng Bình. Thưa các nhà đầu tư, các cộng đồng doanh nghiệp, một lần về thăm Quảng Bình, Bác Hồ chúng ta có nói một câu: Quảng Bình còn có những thứ đặc biệt mà nơi khác ít có. Hôm nay đến xúc tiến đầu tư cho Quảng Bình, tôi có các điều đặc biệt muốn chia sẻ để thực hiện cụ thể cái vẻ đẹp đặc biệt mà Bác Hồ chúng ta đã nêu. Quảng Bình không đơn giản là một Việt Nam thu nhỏ hay là một sự phản ánh sắc nét về vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp bất tận của Việt Nam, mà Quảng Bình thực sự là viên kim cương màu xanh của châu Á với những giá trị huyền bí cần được khám phá. Nếu quý vị muốn tìm kiếm một ý tưởng về du lịch rất độc đáo, khác biệt, còn nguyên bản và kỳ vĩ thì Quảng Bình là một lựa chọn hiếm có. Có thể gọi đây là nơi không còn sót lại nhiều trên trái đất này. Tạp chí New York Times của Mỹ đã bình chọn Quảng Bình xếp thứ 8 trong top 52 điểm du lịch hấp dẫn nhất hành tinh, là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Để hiểu, đánh giá đúng về sức hấp dẫn của vùng đất địa linh nhân kiệt này, quý vị đừng thuần túy nhìn vào những con số, chỉ số, bởi lẽ các giá trị về tài nguyên tự nhiên, sinh thái, về văn hóa lịch sử của Quảng Bình là không thể lượng hóa. Làm sao chúng ta có thể lượng hóa được những thứ độc nhất vô nhị như Phong Nha - Kẻ Bàng, như Sơn Đồng, hay sự nguyên bản của một vùng đất hội tụ mọi giá trị của văn hóa lịch sử, cảnh quan tự nhiên, của tâm linh và huyền thoại. Quảng Bình trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, mở măng cương thổ, bờ cõi quốc gia, luôn được xem là vị trí trung yếu. Ngày nay Quảng Bình, mảnh đất hẹp nhất của chiều Đông Tây, ví như cái đồn gánh giữa hai đầu Nam Bắc của đất nước, một hình ảnh gợi nên những tâm tưởng chúng ta về ý chí vượt khó của người dân, đồng thời nhắc nhở về một Quảng Bình góp phần quan trọng một sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một thương hiệu du lịch có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Tất cả những kỳ vĩ ấy, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thành công? Một trong những nguyên nhân quan trọng là chúng ta chưa hình thành một ngành dịch vụ có khả năng cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Và như tôi đã khẳng định, nếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là mục tiêu ở nhiều nơi, thì với Quảng Bình, chiến lược trung tâm phải là dịch vụ hóa nền kinh tế, phát huy tối đa mũi nhọn du lịch, song song với việc gìn giữ, phát huy cái giá trị văn hóa và tự nhiên, tạo sự kết nối lan tỏa đến nhiều vùng miền khác của cả nước ta. Không chỉ là làn gió đại phong mới, Quảng Bình phải biết gấp gió thành bão cùng với các địa phương khác để ngành du lịch Việt Nam đi xa hơn, có sức cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, thúc đẩy xu hướng du lịch toàn thế giới hướng về những giá trị mà chúng ta đang có. Để đạt mục tiêu phát triển, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
chính quyền Quảng Bình không chỉ là làm tốt công tác quản lý nhà nước, mà còn là chính quyền đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn nữa. Các đồng chí ở tỉnh Quảng Bình, đặc biệt cấp lãnh đạo tỉnh, cần có một quy hoạch tổng thể để chuẩn mực hơn. Chính quyền không được buông lỏng quản lý, thiếu sâu sắc thực tiễn. Các đồng chí cần cầu thị lắng nghe ý kiến không chỉ ở Quảng Bình mà còn cả nước, tiếp thu những đóng góp, đặc biệt là trong công tác bảo tồn, phát huy cái giá trị di sản, đồng thời phải biết mời chọn những người thợ khéo, tức là nhà đầu tư có tài, có tâm, có tầm, để viên kim cương xanh của du lịch Việt Nam, của Quảng Bình sẽ tỏa sáng lâu dài trên bản đồ du lịch quốc tế. Nhắn gửi các nhà đầu tư đến với Quảng Bình, Thủ tướng mong muốn mỗi cam kết phải thực sự đi liền với hành động. Với nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, các bạn đến Quảng Bình là đến với quê hương của gió Lào. Nhưng đừng để bất kỳ cơn gió Lào nào thổi bay lời hứa đầu tư và những cam kết nguồn lực, lời hứa tôn trọng các di sản, các bản sắc văn hóa và môi trường tự nhiên. Chính vì vậy, tôi đề nghị những nhà đầu tư hứa nhưng không làm hoặc là không tương xứng với lời hứa mà không có lý do chính đáng thì tốt nhất hãy tránh xa những hội nghị xúc tiến đầu tư như hội nghị này. Tôi xin nhấn mạnh rằng các bạn đầu tư vùng quê của gió Lào, của cát trắng, của những tâm hồn mộc mạc cũng chính là sự thể hiện tuyệt vời với tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào với lịch sử, với cảnh quan và văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, mỗi cam kết với địa phương này phải thực sự đi liền với hành động, và hành động đó phải đầy đủ, đúng hạn và càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, tôi yêu cầu nói đi đôi với làm, đặc biệt là phát triển trong một tam giác kinh tế, xã hội, môi trường. Không đánh đổi môi trường để đổi lấy phát triển nóng. Nhắc đến vị trí địa lý kinh tế quan trọng của Quảng Bình trên phương diện quốc gia và quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh du lịch, lĩnh vực kế biến lâm sản, phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao cũng là thế mạnh không thể bỏ qua của Quảng Bình. Ngoài ra, đây cũng là vùng đất thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với khoảng 1.800 giờ nắng mỗi năm, cường độ bức xạ trên 4 kWh, vận tốc gió bình quân 5,5 đến 6 m trên giây. Định hướng động lực tăng trưởng của Quảng Bình là du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến. Thủ tướng cũng lưu ý đến công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc ít người ở Quảng Bình. Nhắc đến lời sấm hơn 400 năm trước của Trang Trinh Nguyễn Bình Khiêm, Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đài Chung Thân đã được lịch sử chứng minh. Thủ tướng nêu rõ, Quảng Bình không chỉ là chốn dung thân, nơi đất lành chim đầu của các dự án lớn, mà nơi đây còn là vùng đất ấp ủ những khát vọng, những khởi nghiệp mới. Những tiềm năng ấy không chỉ đưa tỉnh nhà đi lên giàu mạnh, mà còn góp phần đưa thương hiệu du lịch Việt Nam đến với công dân toàn cầu, đến cả thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước G20. Quảng Bình không chỉ là nơi náo mình chờ thời, mà thời cơ đang hiện hữu ngay trước mắt các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ khí của người miền Trung tựa như những cây xương rồng trong sa mạc, vẫn sống, vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn vươn lên ra hoa đẹp. Tiếp nối truyền thống hiếu học, sự vẻ vang của cha ông, Thủ tướng mong muốn người dân Quảng Bình sẽ tiếp tục vươn lên, xây dựng Quảng Bình phát triển xanh và thịnh vượng. Với sự xuất hiện của những con sếu lớn trên bầu trời Quảng Bình, Thủ tướng tin tưởng rằng cải khá, cải sau sẽ càng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn nữa trên mảnh đất Quảng Bình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để bổ sung hoàn chỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa của Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ban, bộ ngành Trung ương để tỉnh Quảng Bình có thêm thế và lực mới trên con đường phát triển. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những cam kết của tỉnh Quảng Bình nhằm sớm hiện thực hóa những nội dung đã thống nhất và ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này. Thứ nhất, Quảng Bình luôn xem thành công của các nhà đầu tư là thành công của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng với các nhà đầu tư tham gia định hướng, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tích cực nhất cho nhà đầu tư khi đến với tỉnh Quảng Bình. Thứ hai là thực hiện nhất quán chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo lao động và
và các cơ chế chính sách hỗ trợ khác của tỉnh, xử lý ngay cả khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng ổn định, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, giúp các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao. Thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật kỷ cương, gương mẫu, thân thiện, gần gũi, lắng nghe và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư. Những nội dung mà tỉnh Quảng Bình và các nhà đầu tư đã ký kết hôm nay sẽ là cơ sở tiền đề quan trọng đảm bảo thắng lợi trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào tỉnh trong thời gian sắp tới. Chúng ta có cùng mục tiêu là hợp tác để cùng phát triển, cùng có lợi. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự góp phần cho sự phát triển của Quảng Bình. Đây cũng là niềm vui, hạnh phúc lớn của cộng đồng doanh nghiệp, cũng là niềm vui, hạnh phúc lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở trong tỉnh. Chính vì vậy, chỉ có sự thống nhất, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, chân thành thì mới có thể đưa đến những thành công mới trong thời gian sắp tới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đạt được của Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, sự đồng thuận cao của Đảng bộ, của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, sự ủng hộ to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương, sự hợp tác chặt chẽ của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và quý vị có mặt hôm nay, môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Bình tin tưởng rằng sẽ ngày càng được cải thiện tốt hơn, hấp dẫn hơn, sẽ là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và du khách không chỉ trong hiện tại mà cả trong thời gian sắp tới. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Trong đó, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án với tổng số vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng, trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án với tổng số vốn 139.152 tỷ đồng, trao biên bản ghi nhớ hợp tác xây dưng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Bộ Thông tin và Truyền thông trao biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai xây dưng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dịp này, các ngân hàng thương mại cũng đã trao thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Các tổ chức cá nhân cũng đã công bố tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 đã thành công tốt đẹp, không chỉ góp phần khẳng định thêm về tiềm năng lợi thế, về cơ chế chính sách mở của Quảng Bình, nơi mà các nhà đầu tư đang hướng đến. Thành công của hội nghị đã được các đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá cao. Quảng Bình là một trong những địa phương mà chính phủ và các nhà đầu tư của Thái Lan rất quan tâm đến. Không chỉ có nhiều tiềm năng, tuyến đường 12 kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo sẽ góp phần giúp cho mối quan hệ giữa Quảng Bình và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan ngày càng phát triển hơn. Sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư Thái Lan tại Quảng Bình càng khẳng định đây là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Tôi tin tưởng rằng với sự tăng cường quan hệ hợp tác song phương sẽ giúp Quảng Bình và các tỉnh của Thái Lan sẽ càng phát triển hơn nữa. Các nhà đầu tư Thái Lan sẽ tiếp tục có những chiến lược lâu dài để đầu tư vào Quảng Bình trong mọi lĩnh vực. Môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình trong 5 năm qua và đặc biệt qua cái hội nghị xúc tiến đầu tư lần này đã thể hiện một cái tinh thần đổi mới, cải cách và tạo điều kiện hết sức đồng hành và tạo điều kiện hết sức cho các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư ở tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với một cái gặp gỡ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư như chúng tôi thấy rằng là lãnh đạo tỉnh Quảng Bình rất là tâm huyết, rất là quan tâm và hỗ trợ tạo điều kiện và rất là niềm nở để thu hút các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cũng cam kết là cái thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh Quảng Bình. Cái điều này nó đã từ một cái sự thay đổi rất lớn trong các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Bình
và cũng là một tiền đề, một nhân tố tích cực để thu hút nhiều hơn nữa các cái doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào trong nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, thúc đẩy cái nền phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Tỉnh Quảng Bình thì phát triển du lịch tương đối muộn so với những tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta có đầy đủ những cái tiềm năng mà tôi nghĩ rằng là không ở đâu có cả. Và cái chương trình xúc tiến đầu tư lần này cũng là một chương trình mà lớn nhất của Quảng Bình từ trước đến nay. Và tôi nghĩ rằng là diễn ra rất là thành công với sự đầu tư của những tập đoàn lớn và uy tín trên toàn thế giới, với tổng mức đầu tư lên hơn 7 tỷ đô. Và đây là một con số mà tôi nghĩ rằng là không chỉ những cái tỉnh lân cận hay là những đơn vị đã làm du lịch lâu năm có được, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bước phá cho tỉnh Quảng Bình trong ngành du lịch. Và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cái dự án và nhiều cái tiềm năng sẽ được khai phá trong những thời gian tới. Cũng trong chuyến thăm và công tác tại Quảng Bình, chiều nay ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến thăm đồng chí Trần Sự, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quê hương Quảng Bình nói riêng và của dân tộc nói chung. Thế hệ sau xem đồng chí Trần Sự là nhân vật lịch sử bởi những cống hiến quan trọng của đồng chí trong từng giai đoạn cách mạng. Gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Trần Sự và gia đình, Thủ tướng mong muốn đồng chí với những kinh nghiệm quý báu của mình sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương. Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn cũng đã đến thăm gia đình thương binh Phạm Đức Dinh ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của gia đình. Thủ tướng Chính phủ đồng thời bày tỏ sự trân trọng những hy sinh xương máu của các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn thương binh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đó, trong chiều tối ngày hôm qua 26 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Quảng Bình. Nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện quyết liệt. Tình hình kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh, trong đó cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, du lịch phục hồi mạnh mẽ sau sự cố môi trường biển. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình chính trị xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế, Quảng Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự quan tâm hơn nữa của Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ tham mưu sớm bố trí nguồn vốn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp của tỉnh trong năm 2018, cho phép thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại cảng hàng không Đồng Hới. Về nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét lại số vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí định mức dự kiến giao cho tỉnh. Về hỗ trợ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án hạ tầng trung tâm điện lực Quảng Trạch vào danh mục các dự án cấp bách. Đồng thời chỉ đạo EVN sử dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất để thực hiện tiến độ phát điện theo kế hoạch. Quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư dự án kè và đường giao thông khu vực Hồ Bầu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch. Cho phép triển khai thực hiện đầu tư dự án xây dựng nâng cấp quốc lộ 9B đoạn km 0 đến km 4 Quảng Hầu Vĩnh Tuy và km 20 đến km 52 ngã ba Vạn Ninh đến ngã ba Tăng Kỳ.
chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nhà ga mới của cảng hàng không Đồng Hới trong năm 2018, cho phép Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện việc di dời và đầu tư xây dựng trạm phát sóng FM phủ sóng khu vực Bắc Trung Bộ thay thế cho hệ thống phát sóng AM hiện nay, cho phép triển khai thực hiện đầu tư một số đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển tỉnh Quảng Bình theo thứ tự ưu tiên với mức độ cấp thiết. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Rất vui mừng là thấy sự tiến bộ phát triển toàn diện nhiều mặt của Quảng Bình. Bây giờ là hết tháng 8, những ngày cuối tháng 8 thì các chỉ tiêu các đồng chí tăng trưởng tốt. Thì cái đoàn kết nhất trí trong thường vụ, trong thường trực, trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Quảng Bình thì rất tốt. Anh em trên dưới một lòng là công việc của địa phương. Đây chính là cái điều rất là nhân tố quan trọng cho Quảng Bình triển khai thực hiện nghị quyết. Thứ hai, công chí có quyết tâm. Đấy. Trong thời gian ngắn, công chí tổ chức hai cái hội nghị xúc tiến là quyết tâm. Thứ hai là đổi mới phát triển. Cụ thể là thu hút đầu tư phát triển và giải quyết toàn diện của địa phương. Rồi an ninh trật tự, đời sống nhân dân, an toàn xã hội cũng là kết quả tốt. Và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kể cả cán bộ, kể cả tổ chức bộ máy, kể cả thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Thì Quảng Bình là một tỉnh làm nghiêm tốt. Và đặc biệt là cái tăng trưởng các đồng chí là đạt tốt. Và thứ ba là ngân sách cũng tốt. Và nhất là tái cơ cấu nền kinh tế sẽ hướng chuyển dịch tích cực. Hôm nay tôi nói là gió đại phong và sẽ phát triển du lịch Quảng Bình, viên kim cương xanh. Trong một mấy vạn viên kim cương mà có viên kim cương xanh không chị, thì sẽ được tỏa sáng và du lịch ở Quảng Bình độc nhất vô nhị. Hướng đầu tư ở đây là hướng đầu tư của sự phát triển bền vững, mà trong đó động lực của một động lực phát triển quan trọng đó là du lịch dịch vụ. Mình nói ở đó không nghĩa là mình quanh nông nghiệp, nông thôn, miền núi, dân tộc. Nhưng mà cái động lực đó để loan tỏa, để tiếp tục giải quyết việc làm cũng như phát triển tỉnh Quảng Bình với tư cách là độc nhất vô nhị về hang động, về bờ biển và người dân. Tôi thay mặt Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Mạnh Hùng cũng như tất cả các đồng chí lãnh đạo các bộ biểu dương đánh giá cao cái sự cố gắng toàn diện nhiều mặt của Quảng Bình trong 8 tháng qua và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, đóng góp vào thành quả chung của Đảng, Nhà nước ta trong một năm cũng nhiều khó khăn thách thức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho ý kiến về những đề xuất kiến nghị của tỉnh Quảng Bình. Nếu chúng ta lấy động lực một trong động lực tăng trưởng quan trọng của Quảng Bình là du lịch, thì chúng ta đưa vị trí sân bay Quảng Bình và các thủ tục xuất nhập cảnh thành vấn đề quan trọng. Đã cho nên giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu để phát triển sân bay này có tầm cỡ. Còn vấn đề thứ hai là trong cái đầu tư trung hạn dự phòng của Thủ tướng và trình Quốc hội đấy, thì sẽ có dành cho các quan điểm tôi thì nên dành cho mỗi tỉnh một cái công trình gọi là bức xúc nhất. Thì Bộ Đầu tư nên trình cho Thủ tướng một cái công trình để báo cáo cho Quốc hội để mà giải quyết. Còn vấn đề khác ví dụ liên quan đến quốc lộ, liên quan đến VOV, những công trình của Trung ương thì các bộ ngành nó quan tâm giải quyết. Một số công việc ví dụ như thuộc gì điện mặt trời, điện gió, ví dụ cái đấy là thì chúng tôi đã kết luận rồi, tức là tiếp tục bổ sung để phát huy thế mạnh này của mình cùng với năng lượng khác. Hay là vấn đề nhiệt điện Quảng Trạch thì chúng tôi cũng đồng ý là đề nghị của tỉnh là phải chọn công nghệ tiến bộ nhất để hạn chế tối đa môi trường. Và chúng ta xác định du lịch là động lực quan trọng để phát triển thì vấn đề môi trường quan trọng. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đã giao các bộ ngành nghiên cứu đề xuất, nhưng mà giữ gìn cái môi trường sống, cái văn hóa, rồi cái ứng xử cộng đồng, cái sự phát triển tương lai cũng như nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Bình rất quan trọng trong thực hiện cái nhiệm vụ nặng nề sắp tới đây của tỉnh Quảng Bình. Sau khi chúng ta tiến hành xúc tiến lần thứ hai về đầu tư ở đây, để Quảng Bình có thể phát triển với tốc độ cao hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn thời gian đến. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng và các bộ ngành trung ương. Tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Chiều ngày 27 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh
tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội trường mầm non Tân Ninh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Khởi công từ tháng 5 năm 2018, trường mầm non xã Tân Ninh được xây dựng với quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng gần 800 mét vuông với 6 phòng học, 1 văn phòng và 1 phòng chức năng, 1 phòng hiệu bộ. Công trình có tổng mức đầu tư là 4 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình tài trợ 3 tỷ đồng. Sau 3 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp khai giảng năm học 2018-2019. Việc khánh thành và đi vào hoạt động của trường mầm non xã Tân Ninh sẽ giúp các em được học tập và sinh hoạt trong một môi trường khang trang, đạt tiêu chuẩn. Ngoài chức năng phục vụ giáo dục, trường mầm non Tân Ninh còn là nơi trú ẩn an toàn cho khoảng 400 người dân địa phương khi có thiên tai bão lũ xảy ra. Lãnh đạo trường mầm non Tân Ninh sẽ có phương án sắp xếp phù hợp, bố trí khoa học, hợp lý các phòng học và phòng chức năng, bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả nhất. Chiều ngày 27 tháng 8, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức trao giải đặc biệt chương trình tìm hiểu Quảng Bình Vương quốc hang động thế giới cho giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ, nguyên viện trưởng Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí. Dự lễ trao giải có đồng chí Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình quảng bá giới thiệu văn hóa du lịch Quảng Bình trong lòng Hà Nội. Cuộc thi đã thu hút trên 4.600 bài viết tham gia và gần 20.000 lượt yêu thích chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã quyết định trao giải đặc biệt cho bài viết nhận được nhiều sự yêu thích, chia sẻ và tạo hiệu ứng tốt đối với việc quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình trên các trang mạng xã hội cho giáo sư, tiến sĩ, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ, nguyên viện trưởng Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí. Bài viết này đã chiếm gần 50% tổng số lượt yêu thích và chia sẻ trên Facebook, đồng thời tạo nên sức hút đặc biệt cho khách du lịch khi tìm hiểu về Quảng Bình. Phần thưởng cho giải đặc biệt là một chuyến du lịch chinh phục Sơn Đòn, hang động lớn nhất.